Hello cả nhà và cảm ơn cả nhà đã quay lại The Bird Boys Avery Channel. Trong video này mình cứu bé vẹt này nên sẽ có máu tại vì mình làm phẫu thuật cho bé này. Thông báo nếu bạn nào yếu bụng và không xem được máu thì làm ơn exit, tắt cái video này liền. Vui lòng thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi bạn thử phương pháp của The Bird Boys Avery. Một số mẹo và phương pháp có thể phù hợp với The Bird Boys Avery nhưng sẽ không hiệu quả với bạn. Ai là người mà không bị sơ ý nha các bạn? Thì mình cũng như vậy. Mình gặp phải cái vấn đề này á, là có một đêm mình cho mấy bé ăn rồi cũng mắt mở mắt nhắm để mình cho ăn, thì mình đã lỡ cho bé này ăn cái bột nó hơi nóng nên mình làm phỏng bìu diều của bé này. Lúc đó mình không hay biết gì hết. Tới mấy ngày hôm sau mình cho bé ăn, mình thấy làm lạ là tại sao ngực của bé nó dính bột. Nếu như bé ăn dơ thì nhiều lắm là miệng của bé dính bột thôi chứ không phải ngực. Nên mình xét lại cho kỹ, mình bắt đầu mình coi cái ngực, rồi mình phát hiện được là mình đã làm phỏng cái bìu diều của bé. Rồi lúc đó cái mề mà nó nằm phía đó nó đã rớt xuống. Rồi mình dạch thêm nữa, mình thấy cái lỗ ở trên bìu diều của bé. Đây là hình của bé vẹt sau khi mình phát hiện là cái lỗ ở trong bìu diều. Trước tiên mình vô cái video này á, mình sẽ nói cái lịch trình của mình từ đâu ra, rồi từ đâu tới và kinh nghiệm mình ở đâu. Mình ở bên Mỹ nên các bạn nào mà ở bên Việt Nam muốn mua vẹt á, thì mình không có bán nha. À, nếu mình bán mà các bạn ở bên Mỹ á, mình cũng không có bán lẻ, thường thường mình bán sỉ thôi à. Cái nghề mình nuôi và sinh sản vẹt cũng 15-16 năm rồi nha các bạn, chứ không phải mình mới làm để mình lên đây mà mình nói xạo hay nói xàm với các bạn đâu nha. Mình lên đây để mình share kinh nghiệm thôi. Mình đẻ ở bên Việt Nam nhưng mà đã qua Mỹ lúc hồi từ bé, lúc 3 tuổi, nên mình không biết đọc biết viết tiếng Việt. Nên cái gì mà các bạn viết cho mình là mình phải đi lên Google Translate để dịch lại, có khi nó dịch đúng, có khi nó dịch sai. Giống như mình muốn viết cái gì thì mình cũng lên đó để mình cho nó dịch lại, rồi mình copy đó rồi mình đăng lên mấy cái group. Có anh chị nói mình viết sai chánh tả thì mình cũng công nhận, tại vì mình đâu có biết Google nó viết cái gì ở trên đó đâu, thì mình nghĩ cũng có sai chánh tả nên mình xin lỗi các bạn nha. Mình bảo đảm với các bạn là ở trên mạng không có ai chỉ mấy bạn nhiệt tình giống như mình. Tại vì lúc đó hồi xưa mình thấy mình rất là muốn học nhưng mà không có ai chỉ mình hết. Mình ước gì có một người giống như mình để chỉ dẫn mình, rồi để mình không bị dấp. Nhưng mà nhờ cái dấp đó mình có kinh nghiệm bây giờ để mình share với các bạn. Mình để ý là người Việt của mình rất là ích kỷ và lúc nào cũng giấu, không có chỉ dẫn thiệt lòng với thiệt tình. Mình dám chắc với các bạn là thú y ở ngoài cũng không rành về vẹt bằng mình. Tại vì mấy cái thú y đó người ta sẽ coi bao gồm thú vật. Khách đem con gì tới thì thú y sẽ coi thôi. Còn mình là mình chủ yếu mình chưa biết là vẹt thôi. Nếu bây giờ nói mà mình gan thật rồi mình dám làm bừa, ai mà dám làm bừa như vậy các bạn? Tại vì cần thuốc mê để cho nó nằm yên, để mình mai. Nếu bên Mỹ này không có thể đi ra ngoài tiệm thuốc tây rồi đi mua thuốc mê được. Cái này phải có một ông bác sĩ ngoài sau lưng mình tin tưởng mình là biết mình làm được nên mới dám cho mình cái to, hay là dám cho mình cái bình thuốc tê mê để cho mình phẫu thuật cho chim vẹt. Cái này là mình share kinh nghiệm của mình cho các bạn thôi. Mình không có phải hèn đến nỗi để mình bắt một con vẹt con rồi mình làm cho nó thương đau rồi để mình bắt đầu mình
làm mổ thuật, phẫu thuật cho nó, rồi để cho làm cái video cho các bạn coi. À, các bạn coi ngày ở trên cái phone của mình lưu lại là ngày 5 tháng 7 năm 2020, chứ không phải là bây giờ hay là mới tháng gì trước. Cái này đã lâu rồi, là mình để cái video này là cho bản thân mình coi thôi, để cho mình học hỏi và có kinh nghiệm, để sau này mà mình có quên hay là mình muốn coi lại thì để mình có cho bản thân. Mình rất là buồn nên mình mới ra cái video này để cho mấy anh em ở trên cộng đồng mạng đã nói mình tào lao không biết, và cách của mình hại vẹt chứ không phải cứu vẹt nói cái gì. Nên mình sẽ bắt đầu share với coi tay nghề mình ra sao mình mới dám làm cái này. Còn chữa về thuốc men thì đối với mình là rất là dễ. Hả, xem sau đây. Giờ mình sẽ nói mình sẽ dạy xài cái gì để mổ. Mình xài surgical blade là cái dao mà để mổ. Này là dao số 3. Mình xài thứ dao này nè, lúc mà mình mổ trong cái video đó đó. Cái này là chỉ tiêu, nhưng mà nó không có tiêu nha. Cái này là chỉ tiêu, cái này là chỉ nhỏ nhất của trong ấy, xài cho mấy em á, mấy vẹt á là chuẩn nhất, tại vì nó rất là nhỏ. Cái này là để mình mai cái bìu diều của nó nè. Nghĩa là cái thuốc mình dùng để mình cho bé vạc nó mê ở trong cái video. Cái tên thì mình xin lỗi, mình không có đưa được, tại vì ở bên đây á, là phải có cái to thuốc, còn này á, là bác sĩ cho riêng mình, nên mình không có muốn đưa lên mạng. Trước cái video này mình đã vệ sinh ngay cái chỗ mà mổ bằng iodine này, nên nó rất là sạch sẽ, nó không có, nó sẽ không có bị nhiễm trùng. Với chồng mình đã đụng thẳng vào vết thương nên chồng mình đeo bao tay, còn mình không có động vào vết thương, mình chỉ cầm cho em bé để cho nó đừng có giống như sợ hãi ha, giống như mình ở đó để mình cứu giỏ nó thôi. Hiện tại chồng mình đang chích thuốc tê, và cái thuốc tê này sẽ làm cho bé lừ đừ, giống như là ngủ nhưng mà không phải là ngủ mê. Thuốc mê thì các bạn dùng là các bạn phải cần bỏ cái ống vô để cho thở oxy. Ở mình đang làm cái phẫu thuật này là đang ở trong nhà của mình, hiện mình không có oxygen ở nhà để mình cho ở đó, mấy dụng cụ đó thì ở ngoài trại. Cái video này mình sẽ để nguyên chắc cho các bạn coi. Một là các bạn sẽ thấy là cái bản quyền, hay là cái này là video của mình chứ không phải mình ăn cắp từ trong mạng hay đâu rồi mình up lên. Có mấy cái chỗ mà mình thấy quan trọng mình sẽ nhảy vô lồng tiếng và giải thích cho các bạn nghe, chứ mình không có chỉ các bạn cách làm nha. Cái này là kêu bằng một người có tay nghề giỏi mới làm, chứ nếu mà tay nghề mà yếu yếu xin đừng có làm theo mình nha các bạn.
No, 5cc? No. I think we're good. Is he dozing off? So you're washing it down, give another 5cc where it needs to. Like I mean 5cc, you spread it out, you get it? Done? But like a warm hand, your mommy, Emma. Warm hand? Mm-hmm. The warm? It's still strong. Starting to doze right there. Yep. Yep. No. Yep. Okay. I'm right here. Nope, she's dozing off. Ready to get for a few cc? Nope. Hey, my thing. She's dozing off. Almost done. Completely out. Put it the other way. I'm just holding it. Do this faster. You want to cut all the stitches out? Mm-hmm. You have to. What you have to do. Mình đang chờ cho con chim nó bắt đầu nó mê để nó ngủ, để mình bắt đầu mình phẫu thuật mai cho nó.
Cái này là cái lần thứ hai mình may cho nó. Lần đầu tiên mình may cho nó rồi mình thả nó vô chuồng để nó ở dưới mấy con vẹt con kia. Nhưng mà mấy con kia thì nó lợi rồi nó nghịch rồi nó chơi với con này, rồi chắc nó chơi hơi mạnh tay nên cái chỉ nó bắt đầu bung chút chút, nên mình thấy lúc mà mình cho nó ăn á, thì đồ ăn nó vẫn còn bắt đầu chảy ra từ cái bìu diều, nên mình thấy như vậy á, là mình đem nó chở vô rồi mình bắt đầu sửa lại cho nó chuẩn hơn cái lần đầu tiên. Nếu các bạn quan sát, các bạn sẽ thấy là con vẹt này á, em bé này á, nó đã bắt đầu tê rồi, nhưng nó đang lừ đừ nên nó không có nhúc nhích, nó chứ là lâu lâu nó hót lên vài ba tiếng, nhưng mà hiện tại nó không có đau. Nên mình làm cái gì á, là các bạn đừng có lo, nó không có feel được cái gì đâu. You completely out yet? Mm-hmm. Yep, she's yep, out. She's out. She's out. She's just reflexing. Can't feel anything. Thấy nó cái cánh cánh nó cắt, anh lấy kéo anh cắt. See if I close it any closer. Take that out first. Hai vợ chồng mình thấy là con chim nó còn hơi tỉnh táo nên muốn chích thêm một xíu thuốc nữa để cho nó thoải mái và nó không bị đau. Nhổ rồi. Đây.
Q-tips do you need? Okay, he'll put it right here. He's sleeping. I am, of course. Dad, can I charge your iPad, Dad? Yeah. When your GoPro is charging, can I charge it? Yeah. So can I take the charger out and charge my iPad, Dad? Dad, can I take my charger out and charge my iPad, Dan? Dan? Dad, I'm gonna bring anything you need to you, okay, Dad? Okay, Dad? So, Dad, Mom, what does Dad need right now? Nothing. Mom, what are you dumping in his belly, Mom? Is that supposed to be red, Dad? Mom, is that supposed to be red, Daddy? Dad's still using? Cleaning that for her. Yeah. Don't let her swallow any of that. Or she will die if she swallowed that. Okay. Okay. So, Mom, is she still awake, Mom? No, she's out. Mom, I saw her open her eyes for a minute and scream. Is that right, Mom? No, let go. Let go. Sleep with her when she's awake, Mom?
Well, I sleep with her when she's awake. Do you need this yet, Mom? Do you need any more, Mom? Do you need any more? Mất trí rồi. Mom, do you need a another one, Mom? Okay, bye. One more. One more. And then over here, right? Yeah.
one more and the last one we have. Let me see this side. Hello cả nhà, cái mai này á, là cái quan trọng nhất của mẫu xẻ. Thường thường á, mẫu á, người ta mấy bạn tưởng á, là gút hai ba cái là được, là nghĩ nó chỉ nó không có bung. Và thường thường á, mình làm á, mình gút một cái trên, dưng cái dưới, chỉ nó mới không có bung. Và mẫu xẻ này mình mổ cũng lâu rồi, mình mổ từ chân bị gãy, cánh bị gãy, bú hay là cái trứng á, mà nó đẻ không có ra mà nó nhờ ở lưới cái đít của nó đó, mình mổ mình lấy trứng ra. Và mình có mổ lông mọc ở trong da nữa. Mấy tháng trước mình có mổ cái chim của một bạn là con vẹt severe macaw, mà mình có hình để mình mổ trước khi mổ, sau khi mổ, mà cái đó con vẹt không phải là của mình không có quay phim, để mình bỏ một chút hình cho các bạn coi mình mổ sao, trước khi mổ, sau khi mổ. Cái cánh này là cái cánh bên tay phải. Thường thường mình mổ là mình có mổ có một cánh thôi, tại vì mình mổ ăn lượt hai cánh là nó bị stress con chim, chứ nó mắc máu nhiều lắm là con chim nó sẽ yếu. Mình chỉ làm cho bên tay phải thôi, mà cái con vẹt này á, là nó bị hai bên lẫn, cái này bên tay phải nè, cái này bên tay trái nè, của con vẹt này là bên tay phải á, nó bị nặng hơn bên tay trái. Bên tay trái mà chỉ có mấy cái thôi, các bạn thấy mấy cái thôi. Trong da mình chỉ cắt miếng da đó là mình cứ lụm cái lông nó ra là mai lại là nó hết. Mà thường thường làm nhiều quá là nó có mắc máu, với nó cái sức của con vẹt á, nó sẽ yếu đi,
Thấy chưa, mấy bạn mình mổ có một bên tay phải thôi mà mắc nhiều máu, hên là mình có cái máy đút da để cho nó đừng có máy, đừng có ra máu nhiều, bị chảy máu nhiều. Cái máy là cái máy cauterizer, lúc mà mình mổ mình dùng cái máy mình đốt da đừng cho nó ra máu nhiều. Cái này là cái xong rồi mình may lại, là cái tay phải là xong rồi, tay trái mình từ từ mình mới làm. Cả nhà sẽ bắt đầu thấy thuốc mê nó từ từ nó ngã, nhà em nó bắt đầu nó tỉnh lại. Phẫu thuật đã thành công và em cũng đã thức dậy, nên mình bắt đầu mình dọn dẹp. Và trong cái thời gian này mình sẽ sức pomade antiseptic, rồi mình sẽ bỏ thêm một lớp keo, băng keo surgical tape để cho em bỏ nó vô cái freezer để cho nó nghỉ thêm. Và mình sẽ không để nó vào chuồng với mấy con khác để phòng ngừa mà nó bị lại bung ra cái chỉ. Mấy tuần sau mình sẽ cắt chỉ. We will milk on too. And if you wanna see more videos that like, just leave down a bottle and then now press. Press over. Đây, mắt nó ra nè. Đấy, cũng còn hiền á, tại vì mới có 1 tuổi à. Nó nè, bây giờ mình cho coi cái vết thương mà hồi trước, cái này cỡ 1 năm rồi. Ao, con bấu đau quá. Nó lành chứ bằng lành hoàn toàn luôn nè các bạn. Lông nó giặt mọng lên, nó men luôn rồi, thấy không? Nó thấy luôn á. Ở đây nè, các bạn có thấy không, nó nằm ngay đây nè, cái đường ngay đây nè, ngay đây nè đó, cái đường nó nằm ngay đây nè, chắc các bạn không thấy đâu đó. Giờ nó rất là mạnh mẽ nè. Mình
mình để có một mình nó để mình nuôi thôi, là để mình quan sát coi mình mổ vậy là nó có lành không, rồi nó có bị sao không, nên mình giữ mình theo dõi nó.